Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình làm một cái chiếc khẩu trang cực kỳ là đơn giản hơn mẫu khẩu trang hôm trước mẹ Bóng đã hướng dẫn luôn. Mẫu khẩu trang này thì nó cũng dựa trên cái nền hôm trước ha, thiết kế tương tự nhưng mà cách may nó sẽ dễ hơn rất là nhiều và rất là nhanh luôn ha. Mẫu khẩu trang này khi mà mình mang lên thì cực kỳ là ôm form nè. Đó, ở bên trong ha. Đó, rất là ôm form luôn. Và mẫu khẩu trang này mẹ Bóng hướng dẫn luôn làm cho bé nha. Đó, dễ thương lắm, mình có thể may cặp mẹ và bé luôn nha. Nó lên form rất là ôm, rất là đẹp. Có thể may cho cả ba, cả mẹ, cả bé luôn. Và sau đây thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thiết kế cũng như là cách may nha. Rồi bây giờ mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho mình thiết kế nha. Cái mẫu khẩu trang này thì nó giống như cái mẫu khẩu trang số 1 mà mẹ Bóng đã hướng dẫn ở cái video đầu tiên số 1 luôn á. Bây giờ mình sẽ kẻ một hình chữ nhật ha. Với chiều rộng là 19 nè. Chiều dài là 25. Cái thông số này á, là dành cho nữ nha các chị. Còn nếu như mà cho nam á, thì mình sẽ làm to ra một chút xíu nữa ha. Tùy vào cái khuôn mặt của anh nam ha, thì mình sẽ làm to ra cho nó phù hợp. Còn cái form này là dành cho nữ nha. Rồi 25. Mình sẽ có một hình chữ nhật như thế này ha. Rồi, bây giờ ở trên hình chữ nhật này nó có cạnh cạnh dài và cạnh rộng nè. Trên cạnh dài thì các chị sẽ lấy vào cho em 6.5 hai bên. Cạnh dài là 6.5 hai bên. Cạnh dài ha. Cạnh dài là 6.5. 6.5. Còn cạnh rộng á là mình chỉ lấy 6 thôi. Cạnh rộng là mình lấy 6 thôi ha. Rồi mình lấy 6. Rồi sau khi mình có các điểm đó rồi ha. Cạnh dài là 6.5 nè. Cạnh rộng là 6 nè. Lấy đều hết ha. Rồi mình sẽ nối các cái đường chéo này lại. Rồi như vậy là mình đã có cái hình dáng của cái khẩu trang rồi đó các chị. Bây giờ mình sẽ ra đường may. Cái bút xanh nó mất rồi. Ra đường may thì các chị sẽ ra đều giùm cho mẹ Bóng một chân vịt nha. Một chân vịt là khoảng 0.7, còn chị nào mà mình không quen thì mình ra một sen luôn. Ra đều hết tất cả các cạnh nè ha. Đều là một một chân vịt hoặc là một sen ti ha, một chân vịt là khoảng 0.7. Còn một sen ha, ai thích ra một sen thì ra. Ra xung quanh hết và mình sẽ cắt. Sau khi cắt xong á thì mình sẽ có được hai miếng, mình cắt hai miếng nha. Hai miếng như thế này. Và các chị sẽ ủi keo hai miếng này giùm em luôn ha. Cắt keo bằng với rập và ủi keo lên giùm em luôn hai miếng. Được không ạ? À? Còn nếu như mà bây giờ nếu mà chị nào mà muốn may cho bé thì như bé nhà em 3 tuổi á thì cái kích thước em làm cho bé là chiều em vẽ em đại khái thôi ha, chiều rộng này là em lấy 14.5. Còn chiều dài này là em lấy 19. Này là em da giảm lại theo cái kiểu của người lớn, mình da lại cho vừa với em bé mình thôi. Cái này là pha size của bà Bóng nha. Bà Bóng nhà em là 3 tuổi nè. 19, 14.5. Trên cạnh dài này á, là mình lấy vào 5. Lấy vào 5. Còn trên cạnh rộng là mình lấy vào 4.5. 4.5. Rồi chỗ này là 5. Chỗ này là 5, chỗ này là 4.5. 4.5. Đó, cái mình cũng nối xéo như thế này ha. Rồi mình cũng chừa đường may. Đó, tương tự như của người lớn. Được không ạ? À? Còn của anh nam thì các chị có thể làm lớn ra xíu ha. Rồi bây giờ mẹ Bóng sẽ hướng dẫn chúng ta cách may nha. Sau khi các chị đã cắt được hai miếng bằng nhau và mình đi ủi keo cả hai miếng. Ở đây các chị ủi keo mỏng thôi nha, keo giấy á, keo mềm á. Nếu mà các chị không thích cái form cứng quá thì mình có thể ủi một miếng, nhưng mà theo mẹ Bóng thì ủi hai miếng thì lên cái form nó đứng, form nó sẽ không bị ôm vào cái mặt của mình thì nó sẽ đẹp hơn. Sau đó các chị sẽ đặt hai miếng mặt phải úp vào nhau ha. Mình sẽ có hai lỗ hai đầu để may quai nè. Bên này là hai hình chéo theo chiều dài nè. Bây giờ mình sẽ may nè. Mình may từ cái điểm góc này, mình may lên đây, may qua đây, may xuống, may bích luôn bên đây ha. May xuống đây rồi may xuống đây luôn, rồi may qua đây, qua đây, qua đây. Và mình chừa một cái đoạn đầu này thôi để mình lộn ra. Được không các chị? Mình chừa đó để mình lộn ra ha. Bây giờ mình may bằng đúng với cái đường may mình đã chừa nha.
Rồi sau khi các chị đã may xong ha, và các chị nhớ là mình sẽ chừa một cái lỗ đầu này để mình lộn ra nha, một cái lỗ đầu này để mình lộn ra, và các chị nhớ cắm kim ở đúng góc để mình xoay góc cho nó chuẩn. Và bây giờ để mà lộn cho nó đẹp á thì mẹ bấm sẽ chỉ cho các chị bấm góc ha. Mình sẽ bấm cho để cho nó không bị cộm nè. Thì mình sẽ bấm như thế này. Bên này á, cái đường may này nó đang đi như vậy không? Mấy chị bấm thẳng ra luôn ha. Bấm nhưng mà nhớ đừng có làm đứt cái sợi chỉ ở ngay cái góc nha. Đó, mình sẽ bấm vào cái góc này. Được không ạ? Bấm theo cái đường may theo chiều đó. Rồi mình bấm theo cái đường may bên chiều bên đây. Rồi, dùng cái kéo bấm mình gọt, mình cắt cái này ra. Nhớ là đừng làm đứt cái sợi chỉ ha. Đó, đó là mình sẽ bấm như thế này. Ở các góc còn lại các chị làm tương tự. Sau khi bấm xong như vậy á, thì mình sẽ chui cái tay qua cái lỗ này và mình sẽ lôi cái khẩu lôi cái mặt phải nó ra ngoài. Nó nhăn kệ nó ha, mình cứ lôi đi, xong rồi mình sẽ chỉnh lại và mình đi ủi lại, không có sao hết. Rồi khi mà các chị bấm xong á, ủa hồi nãy em mới bấm còn góc mà phải không? Góc nào em bấm em làm cho mấy chị coi nè. Những cái góc mà không bấm thì nó sẽ rất là cộm nè. Quên mất mới bấm còn góc rồi lộn luôn rồi. Đầu óc bây giờ nó sao sao quá trời. Đây cái góc này là góc bấm nè. Góc này là góc bấm thì khi mấy chị lộn ra là tự động nó sẽ nằm êm nè. Mấy chị thấy không? Đó, nó sẽ nằm êm nè. Còn mấy góc kia của em chưa bấm nó cộm. Đó, như vậy là êm ha. Và mình sẽ đi ủi nha. Rồi sau khi mà mình đã bấm góc và mình lộn ra thì tự động nó sẽ nằm êm như thế này. Và mình sẽ ủi nha các chị. Mình sẽ ủi cho nó thẳng lại, tại vì trong quá trình mình lộn á, nó sẽ bị nhăn. Đó, mình sẽ ủi cho nó êm hai mặt. Rồi và cái mặt tư tư này ha, cái mặt tư tư này mình sẽ lộn nó vào trong luôn, để tí xíu mình mí luôn. Hồi nãy quên, mẹ bấm quên, không có lại mối nè. Rồi lộn cái nó bị tư nè, không sao hết ha. Cho nó vô trong. Tại vì lộn hai lần á mấy chị, lộn một lần xong rồi quên chưa bấm góc rồi lại lộn ra lại á, nó bị tưa luôn, đau lòng. Rồi mấy chị sẽ gập nó vào bên trong như thế này ha, giống như mình may á, mình gập vô như thế này, nhét cái dấu đường may vô trong, sau đó mình sẽ ủi luôn. Đó, ủi chết nếp luôn ha. Đó. Rồi hai mặt này mấy chị thấy mặt nào đẹp thì mình sẽ dùng làm mặt ngoài, mặt nào nó bớt đẹp á thì mình dùng mặt trong. Rồi cái này mặt này của em nó bớt đẹp nè, nó mặt trong thì em sẽ ủi cái này vào, tương tự như cái mẫu hôm bữa em hướng dẫn á, nó gần gần giống vậy nhưng mà nó dễ hơn nữa cơ. Rồi cái này gập vô đây theo hai cái cạnh góc vuông ở bên hai bên nha mấy chị. Đó, hai cạnh của cái đường chéo á, đó mình ủi luôn cho nó có cái nếp vậy rồi mình đi may. Đó, được chưa? Rồi, mặt này là mặt ở trong, là đưa vô cái mặt mình á, còn mặt này nó ra ngoài nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi may nha. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ may mí 5 ly xung quanh này luôn. À, có thể bắt đầu ngay tại cái vị trí hở này cũng được. Rồi mình sẽ may mí 5 ly xung quanh nha. Chị nên để chỉ trên ở mặt ngoài cho anh đẹp. Sau khi mí 5 ly xong thì mình sẽ gập nó theo cái đường mình ủi đường đầu tiên, mình cũng đi một đường 5 ly. Rồi mình đi đường thứ hai bên này cũng là một đường 5 ly, mình lật cái này ra để cho nó khỏi may đè lên. Đoạn này nó hơi cộm nha. Dày lắm mấy chị, nên là mình đi khéo khéo nè.
sau khi mình đã đi xong như vậy rồi, vô mặt trong thì nó sẽ được như thế này. Bây giờ mình sẽ may kẹp thun. Mình sẽ cắt hai sợi thun. Thun khẩu trang ha. Cái đầu của nó đã mất tiêu rồi á. Nó một nùi đây. Rồi mẹ bóng sẽ cắt tạm hai sợi ha. Rồi, mình sẽ kẹp nó vào đây, lật nó vào bên mặt trái nha. Rồi như thế này. Và mình lật qua mặt phải, mình may cho nó đẹp. Đoạn này nó hơi dày nha các chị. Chị nào đây, mặt trái nó như thế này ha. Rồi mặt trái ở đây, mình cũng đưa đây. Đi bằng máy gia đình đi từ từ chứ không là nó gãy kim đó nha. Cái máy công nghiệp nó mạnh thì đi nổi. Nếu như mà chị nào may máy gia đình thì thôi mình ủi một keo thôi. Để cho nó bớt dày á. Rồi sắp xong rồi đó các chị ơi. Rồi sau khi xong như vậy rồi, bây giờ các chị sẽ mở ra như thế này ha. À, để ý ha, mình sẽ banh nó ra hết cốt rồi mình sẽ gấp đôi theo hình chữ nhật. Đó, các chị thấy nó ra được cái form chưa? Rồi, các chị để êm như vậy ha, vuốt cho nó êm như thế này. Và các chị sẽ nắm từng phần nè. Nắm từng phần này, mình sẽ may một đường dằn nhỏ nhỏ chỗ này. Đây. Đó, được một đường ha. Sau đó mẹ bóng sẽ gấp lại, mẹ bóng kiểm tra bên đây coi nó êm chưa. Mẹ bóng sẽ cầm bên này và may bên đây. Rồi tương tự cho bên này. Mình cũng sẽ gấp theo cái chiều dài của hình chữ nhật. Mình kiểm bên đây nó nằm ở chỗ nào, mình sẽ giữ tay và mình may dần một đường. Rồi và bên còn lại ha. Bên còn lại ha. Bên còn lại mình sẽ may tương tự như vậy. Bên cuối cùng. Rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã may xong cái khẩu trang này rồi, đơn giản không các chị? Bây giờ các chị sẽ đo cái vòng mặt của mình á, tới đâu thì mình sẽ nối cái khẩu trang này và mình luồn cái đường nối vào bên trong ha. Mình kéo cái đường nối này cho nó vào bên trong để nó không lộ ra ngoài. Như vậy là mẹ bóng đã hướng dẫn xong cái khẩu trang này rất là đơn giản ha. Mang vào thì nó sẽ ôm nè. Như vậy là mẹ bóng đã hướng dẫn xong cho chúng ta cách thiết kế cũng như là cách may dành cho mẫu khẩu trang này rồi. Chúc các chị thành công với cái mẫu khẩu trang rất là đơn giản này nha. Nếu mà chúng ta ủi keo hai lớp, may hai lớp thành ra khẩu trang này là 4 lớp rồi và nó rất là ôm cầm, ôm mũi, không cần phải đính kẽm ở trên này luôn. Rất là dễ làm. Chúc các chị thành công ha. Nếu thấy video hay các chị hãy like, subscribe cho mẹ bóng nhé. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.